bộ phim Huynh Thành Tuyết. Tập 50. Trời ơi, đúng là đúng rồi, đúng tâm nghe, đúng rồi, đúng rồi, anh sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Trời ơi, không phải giết người nữa, đúng là đóng ác vô cùng mà. Hàng Thẩm, cô đến làm gì? Con đến để cảm ơn Thẩm. Cảm ơn Thẩm nói ra chân tướng, cứu con và A Hận. Giang Gia Nguyên, cô đừng có dắt vàng lên mặt mình nữa. Mọi chuyện mà Bạch Ngọc Cầm ta làm, làm gì ta có lỗi với lão gia nhà ta, ta có lỗi với Hàng gia, không liên quan đến cô một chút nào hết. Nhưng dù sao bà cũng nói ra sự thật, trả trong sạch lại cho chúng tôi. Cậu muốn đa tạ thì đa tạ ông nội của Niệm Tổ đi. Nếu không phải ổng đến chết, đến chết vẫn muốn ẵm cháu trai của Hàng gia. Hàng Thẩm, con vẫn muốn hỏi một chút. Cảnh Trân cô ấy... Chuyện này đến đây là kết thúc rồi. Ta nói cho cô biết, đừng gây rắc rối cho Cảnh Trân nữa. Tới bây giờ Thẩm còn bao che cô ta. Nó từ trước đến giờ đều không thích cô, trước đây cũng từng vu oan cô, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do ta không biết cách dạy con. Tất cả chuyện xấu đều là do ta làm, đều không liên quan đến con gái của ta. Cho dù là ta nợ cô, ta cũng lấy mạng sống của mình trả cho cô rồi. Xin cô đừng gây phiền toái cho Cảnh Trân nữa. Nguyên Nguyên à, thật ra lúc nãy muội nên đi theo A Hận đi. Thiên Vũ à, bắt đầu từ ngày cưới muội về, thân và tâm của muội chưa bao giờ thực sự thuộc về ta. Ta nghĩ cả cuộc đời này cố giữ lại một nữ nhân mà tâm không đặt ở chỗ của ta, với muội với ta đều là một sự dày dò. Bắt đầu từ ngày A Hận bị xử trảm, ta đã giết xong rồi. Muội sao? Bức thư này nhét ở trong áo của ta đã được một thời gian rồi. Ta thật sự không đỡ đưa cho muội, nhưng mà lúc nãy cuối cùng ta cũng đã hiểu ra. Muội, Niệm Tổ và A Hận mới thật sự là người một nhà. Thiên Vũ, ta từng nói ở trước mặt Phương Thiên Vũ ta, muội mãi mãi có thể lựa chọn lại. Nhớ bảo trọng. Thank you.
từ hận, con không sao là tốt rồi. Cô, khiến cô lo lắng rồi. Miêu Thanh trưởng lão, bà quá lo lắng rồi. Từ Hận quỷ kế đa đoan, lại có phường chủ chống lưng, đâu dễ chết như vậy chứ. Ông nói cái gì chứ? Bọn ta đã tiến hành điều tra chỗ này rồi. Dạo này ngươi không lộ diện là vì cậu ta đang chịu tội cho một nữ nhân tên là Giang Gia Nguyên. Nếu như ngươi đã có vợ có con rồi, còn dám lừa gạt bọn ta để cưới phường chủ, thì bọn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà trói hắn lại. Dạ. Nè, khoan đã. Phường chủ, nếu như không phải chúng tôi đến Tô Châu, cũng không biết là cô đã lừa dối bộ tộc như vậy. Bọn ta phải làm tròn chức trách của trưởng lão. Hôm nay phải đưa cô và Từ Hận quay về Thần Tú Phường để mọi người công khai xử trí. Các ông nói phường chủ lừa gạt các ông, có chứng cứ gì không? Người của toàn thành Tô Châu đều biết Từ Hận đã cưới Giang Gia Nguyên, còn sinh một đứa con trai. Lẽ nào ông không biết Giang Gia Nguyên đã cải giá lấy Phương Thiên Vũ của xưởng theo Thiên Ký? Vậy sao? Giang Gia Nguyên cải giá từ lâu rồi, cô ấy đâu còn là vợ của Từ Hận nữa. Các ông không nên nghe nói linh tinh mà vu oan cho Từ Hận. Thần Tú Phường đang gặp kiếp nạn, mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Mấy người các ông hay thật, chạy tới chỗ này gây chuyện. Mau nhìn đi, ấn ký đồng tâm của Đồng Tâm Hoàng mà Từ Hận đã uống ở đâu hả? Phường chủ, cô vốn dĩ không cho hắn uống vào người vì để chứng minh Từ Hận trung thành với Thần Tú Thần. Phường chủ, mời cô bây giờ cho hắn uống viên Đồng Tâm Hoàng này đi. Không sai, chỉ cần uống Đồng Tâm Hoàng rồi chúng tôi mới yên tâm, sau này sẽ không làm khó chủ phường nữa. Chỉ là một viên Đồng Tâm Hoàng thôi mà, tôi uống. Sau này các ông đừng có làm khó Miêu Ngọc Phượng nữa. Đừng mà. Được, hôm nay Từ Hận đã uống Đồng Tâm Hoàng, đề phòng hắn sau này dám phản bội Thần Tú Phường, phản bội phường chủ. Xin phường chủ tuân thủ phường quy, để hắn phát độc mà chết. Được rồi, đừng có nhìn nữa. Con trai và con gái của bà đều không tới thăm bà. Nhân lúc còn nóng ăn cho no đi, ngày mai đã phải lên đường rồi. Sơ đại ca, làm ơn làm phước, cho tôi giấy và bút. A Hận, muội cũng đến thăm Hạng phu nhân sao? Bà ấy không chịu gặp ai. Huynh đã đến rất nhiều lần rồi, bà ấy đều không chịu gặp. Huynh hận Hạng phu nhân không? Huynh cũng không biết nữa. Huynh chỉ cảm thấy bất luận như thế nào, bà ấy cũng đã nói ra chân tướng, rửa oan cho huynh và muội. Chân tướng? Đây là chân tướng duy nhất sao? Tuyết rơi rồi, sao năm nay lại có tuyết rơi sớm vậy? Trời rất lạnh đó, mời mau quay về Phương gia đi. Thiên Vũ, huynh ấy đã thôi muội rồi. Thôi.
Dương đại nhân, chúng tôi tới đưa cơm cho Bạch Ngọc Cầm, mong đại nhân ân chuẩn. Cho bọn họ vào đi. Hàng Thẩm, con và Từ Hận đưa theo Niệm Tổ tới gặp Thẩm. Đây là đồ ăn con làm, còn có canh. Thẩm uống một miếng đi. Ngày thường Thẩm thích nhất trang điểm đẹp, con chải tóc cho Thẩm được không? Tôi muốn thầy kính đình ổng cháu trai của ổng, được không? Đầu tiên tôi ẵm cháu trai của Hàn gia. Cũng là lần cuối cùng. Thì ra cháu trai của Hàn gia lại đáng yêu như vậy. Hàn Thẩm à, Thẩm còn điều gì muốn nói không? Cảnh Trân, Cảnh Phong, khi các con nhận được lá thư này, mẹ đã đi tìm cha con rồi. Cảnh Trân, con nói rất đúng, là mẹ không biết cách dạy con để con bước vào con đường sai trái. Con không dạy là lỗi của mẹ. Mẹ có lỗi với cha con, có lỗi với liệt tổ liệt tông của Hàn gia. Mẹ không biết làm sao thu dọn đống đổ nát này. Điều duy nhất mẹ có thể làm chính là dùng máu của mẹ để bảo vệ con, để chuộc tội cho mình và con. Mẹ thật sự rất muốn nói với con, con và ca ca con đều là bảo bối trong tay mẹ. Mẹ không thiên vị. Nếu như nhất quyết muốn nói là mẹ thiên vị, mẹ chỉ có thể nói người mẹ yêu thương nhất vẫn là con đó, Cảnh Trân. Con là đứa con gái chu đáo nhất của mẹ. Cảnh Trân, mẹ đi đây, mọi chuyện đều sẽ theo mẹ mà đi. Con phải làm lại cuộc đời cùng ca ca con chấn hưng Hàn gia. Mẹ xuống Hoàng Tuyền sẽ nói với cha con
kêu ông ấy tha thứ cho con, phù hộ con. Mẹ, mẹ, mẹ. Đại phu, mũi mũi của tôi sao rồi? Chắc là vì cô ấy kinh sợ quá mức cho nên đã phát điên rồi. Đa tạ. Không có gì. Cảnh Trưng. Cảnh Trưng, theo ca ca về nhà đi. Ca ca sẽ lo cho mũi, ha? Trong nhà có ma, cha mẹ sẽ giả ma để hù dọa chúng ta. Không về, không về đâu. Cảnh Trưng, cha mẹ sao giả ma dọa muội được? Huynh đâu có nhìn thấy đâu, nhất định là muội nhìn lầm rồi, hả? Là cha mẹ thiên vị, cha mẹ sẽ không hù dọa huynh mà sẽ hù dọa muội. Nghĩ lại thì từ nhỏ tới lớn, đồ ăn ngon cha mẹ đều cho huynh ăn, có chuyện gì tốt cha mẹ cũng luôn kêu huynh đi làm hết, vốn dĩ không có phần của muội. Tới rồi. Cảnh Trưng à. Cảnh Trưng. Đừng đánh tôi mà. Cảnh Trưng à. Đừng mà. Tôi sai rồi. Cảnh Trưng. Tôi sai rồi. Đừng đánh tôi mà. Cảnh Trưng à. Đừng đánh tôi. Tôi sai rồi. Cô Quỳnh ở đây rồi, đừng sợ. Cô Quỳnh ở đây. Sao không ôm con mà chỉ hợp ca ca vậy? Cô Quỳnh đây rồi, đừng sợ. Đừng sợ mà, đừng sợ. Đừng sợ. Tâm Linh à, mũi đốt cháy vàng mã cho ai vậy? Không có gì. Tâm Linh à, Tâm Linh à, có sao không vậy? Bụng của mũi rất đau. Tâm Linh à, Tâm Linh à, Đại Hữu đâu? Nhanh lên. Của muội mất rồi. Tâm Linh à, ta xin lỗi muội, là ta không chăm sóc tốt cho muội. Bạch Ngọc Cầm, chắc chắn là Bạch Ngọc Cầm. Tâm Linh à, muội nói gì vậy? Chuyện này liên quan gì tới Bạch Ngọc Cầm? Tôi đã tuân thủ lời hứa, tôi còn đốt giấy vàng mã cho bà. Tại sao bà vẫn muốn cướp mất con của tôi vậy? Tâm Linh à, Tâm Linh, muội đừng có vậy mà. Tâm Linh, chúng ta sẽ còn có con của mình mà,
Chúng ta sẽ không có con được nữa đâu. Chắc chắn là Bạch Ngọc Cầm đó cùng với Dương Yến Đình, bọn họ muốn báo thù muội. Họ muốn báo thù con của muội bọn họ. Tâm Linh à, muội, Yến Đình không phải đã mất tích từ lâu rồi sao? Lúc đó cũng những lúc Quynh đi bàn chuyện làm ăn, đã tốn tiền muội. Muội không cẩn thận đẩy cổ một cái, người lớn con nít đều không giữ được nữa. Không giữ được nữa. Cho nên cổ cố tình, cổ cố tình, cổ cố tình hại con của muội, cổ cướp mất con của muội. Tâm Linh à, tại sao muội lại trở thành bộ dạng như vậy vậy? Là Quynh, là Quynh, là Quynh đó Thiên Vũ. Là Quynh và ả nữ nhân Dương Yến Đình đó một đêm phong lưu, mới hại muội cả đời đều không được yêu. Đều tại Quynh, đều tại Quynh, đều tại Quynh. Thiên Vũ, là Quynh hại muội không có con. Là Quynh, Quynh hại muội không có con. Muội muốn con của muội, trả con lại cho muội đi. Là ta, thật sự là ta đã hại muội thành ra như vậy. Ta không nên đưa muội tới Tô Châu. Không nên, không nên chút nào. Người của Hàn gia, người thì chết, người thì bị điên. Kiếm Phi, ngươi nói bổn vương liệu có phán sai không vậy hả? Dương gia, ý của người là hung thủ là một người khác sao? Đúng vậy. Chỉ là hung thủ không chỉ của mình bà ta đâu. Nếu là như vậy, tên hung thủ còn lại chẳng phải tiêu diêu ngoài vòng pháp luật? Nếu như nói chết là sự giải thoát lớn nhất, gánh chịu dai dứt đau khổ cả một đời mới là sự trừng phạt lớn nhất, nhân quả tuần hoàn, hung thủ sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Nếu bổn vương còn tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì hết. Vậy Dương gia, người dự tính khi nào khởi hành về kinh? Dương gia, tôi có một chuyện muốn nói với người. Cứ nói. Hôm qua tôi đã cầu hôn với Giang Tú Nương rồi. Cô ấy nói cô ấy bằng lòng theo tôi về kinh. Tên tiểu tử này giỏi thật nha, lại còn vượt lên phía trước bổn vương luôn rồi. Dương gia, nếu Dương gia thích Minh Nguyên cô nương như vậy, tại sao lại không đưa cô ấy cùng về kinh hả? Mời vào, mời vào. Xin mời vào trong. Đi. Điềm Nhi. Dạ. Bà chủ các cô đâu? Hàn Cảnh Phong thiếu gia đang ở bên trong uống rượu, bà chủ đang ngồi cùng. Cái gì? Lâu quá không gặp rồi. Mấy vụ làm ăn về tranh thêu này, đa tạ Minh Quyền cô nương đã giúp xưởng thêu Hàn gia chúng tôi móc nối. Chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Hơn nữa là Nguyên Nguyên căn dặn. Nguyên Nguyên? Ừ, rất nhiều mối làm ăn đều là Nguyên Nguyên kêu tôi giới thiệu cho xưởng thêu Hàn gia đó. Cổ hy vọng huynh có thể lấy lại tinh thần. Thật không ngờ rằng cô ấy còn chịu giúp tôi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ lấy lại tinh thần, không để cho các cô thất vọng. Ừ. Nào, tôi kính cô một ly. Nào. Ôi. Thành thật xin lỗi. Không sao chứ? Không sao. Hả? Không sao. Tôi kìa. Dương gia. Ê, nè. Hả? Dương gia, ngài làm gì vậy? Ninh Dương. Dương gia, ngài vẫn còn đang giận hả?
Sau này nàng có thể đừng gặp Hàn Cảnh Phong nữa không vậy? Tại sao vậy? Huynh ấy là bằng hữu của tôi. Bổn vương không có vui. Nhưng mà Minh Nguyên thật sự không hiểu. Minh Nguyên à, bổn vương thích nàng, không cho phép bất cứ nam nhân nào đến gần nàng. Minh Nguyên không xứng. Ta nói xứng là nàng xứng. Ta sẽ đưa nàng về kinh thành. Ta muốn phong nàng làm dương phi của ta, hưởng vinh hoa phú quý của thế gian này. Không, tôi không cần. Vậy rốt cuộc nàng muốn cái gì? Tôi muốn ở lại Tô Châu, quản lý tốt như ý quán của tôi, sống cuộc sống tự lực cánh sinh. Nàng đúng là một nữ nhân ngốc. Lẽ nào nàng muốn một mình ở trong như ý quán cả đời sao? Nơi này có cho nàng tình yêu không? Đời này của nàng đã từng yêu ai chưa? Nàng có hiểu thế nào là yêu không? Nàng từng được người khác yêu chưa? Nàng đúng là một nữ nhân ngốc mà. Đúng, ngài nói rất đúng. Đời này tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được yêu. Vì vậy tôi không có tư cách nói yêu. Cuối cùng con tìm được muội. Có chuyện gì? Tối qua cô ấy nói cho ta biết một số chuyện mà ta hoàn toàn không biết. Bây giờ ta mới hiểu được. Mấy năm trước ta đã uống say. Đó là một chuyện hồ đồ. Thật không ngờ làm tổn thương cô ấy nhiều như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả? À, không nói nữa. Ta chỉ muốn từ biệt muội và Niệm Tổ thôi. Niệm Tổ sắp một tuổi rồi. Ta nghĩ ta đã không kịp chúc mừng sinh nhật nó nữa. Món đồ chơi này muội giúp ta tặng nó đi. Huynh dự tính đi đâu? Về Quảng Châu. Ta muốn chăm sóc Tâm Linh thật tốt. Nguyên Nguyên à, nghe Phương đại ca nói một câu. Đừng có sống trong quá khứ, phải biết nắm bắt hiện tại và sau này. Bất luận Phương đại ca có bên cạnh muội hay không, ta đều chúc phúc cho muội. Đa tạ. Thiên Vũ, huynh mãi mãi là đại ca tốt của muội. Ừ. Nguyên Nguyên, bảo trọng nha. Con người của huynh đó cũng tẻ nhạt thật, không nói tiếng nào. Cô ấy làm sao biết huynh đang đợi cô ấy? Nếu mà huynh không thể mở miệng thì viết thư cho cô ấy đi, nói với cô ấy là ngày kia huynh phải đi rồi. Nếu mà cô ấy không tới thì huynh nên từ bỏ, theo ta về Vân Nam. Minh Nguyên, Ninh Dương viết thư cho cô nói ngày ấy sắp đi. Lẽ nào cô không giữ ngày ấy? Vậy còn cô? A Hận cũng viết thư nói là huynh ấy sắp đi rồi, cô cũng không giữ huynh ấy. Ninh Dương là một người si tình hiếm gặp. Ngày ấy vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào cô không cảm động sao? Vậy cô và A Hận, hai người trải qua nhiều lần sinh tử, bây giờ cô lại đang độc thân, nỡ để huynh ấy đi sao? Cô đi tìm hạnh phúc của mình đi. Có vui không? Chỉ cần có muội là huynh thấy vui rồi. Dương gia, người nói Minh Quyền rốt cuộc có nhận được thư của ta hay không vậy? Thì trước đích thân mang tới đó, còn căn dặn rất nhiều lần, nói là chúng ta sẽ đợi cô ấy ở đây. Xem ra cổ sẽ không tới đâu. Lẽ nào Dương phủ của Bổn Dương
ở trong lòng cô ấy là không bằng kỹ diễn đó hay sao? Ê, hai người nhìn kìa. Minh Nguyên, cuối cùng nàng cũng tới rồi. Cha, mẹ, đứa con trai bất hiếu lại đến thăm cha mẹ đây. Để con kể cho cha mẹ một tin vui. Dạo này á, con lại làm được mấy vụ làm ăn lớn. Cha mẹ có vui không? Ca ca, muội đói bụng rồi, cho muội ăn một cái đùi gà được không? Được. Cảm ơn ca ca. Không được, mẹ từng nói muốn ăn đùi gà là phải tự mình đi giết gà. Không được, muội phải đi giết gà. Ê, Cảnh Trưng à. Đây, cầm đi. Ngoan, cầm đi. Có thể ăn thật sao? Có thể mà. Vẫn là ca ca tốt với muội. Cảnh Trưng, không phải ca ca tốt với muội, mà là cha mẹ tốt với muội. Không có cha mẹ thì không có chúng ta. Cái đùi gà này á là cha mẹ cho đó. Nào, ca ca ăn cùng với muội nha. Muội ăn một cái, Quynh ăn một cái. Ăn đi. Ca ca, lần này cha mẹ thật sự không có thiên vị, đùi gà của chúng ta đều lớn như nhau. Mau ăn đi. Cha, mẹ, con sống uổng phí nửa đời người, cũng không biết rõ bản thân mình nên làm cái gì, muốn làm cái gì. Bây giờ con đã biết rõ rồi, nửa cuộc đời còn lại của Hàn Cảnh Phong này chỉ làm hai việc: chấn hưng Hàn gia, chăm sóc tốt cho Cảnh Trưng. Cha mẹ hãy yên tâm. Ca ca, sao con không ăn đi? À, ăn mau đi. Thêm miếng nữa. Ngon quá. Ca ca, có ngon không? Ngon thì ăn nhiều thêm chút đi. Đùi gà mẹ làm ngon thiệt á. Nè, ăn thêm đi. Đó, muội xem. Cô, người quyết định cùng Doãn Thị Dệ đi kinh thành thật hả? Đúng vậy, ta và Kiếm Phi trải qua nhiều chuyện, cũng bỏ lỡ nhiều năm rồi. Bọn ta đều không muốn tiếp tục bỏ lỡ nhau nữa. Còn con và A Hận. Minh Nguyên, lâu rồi không thấy cô mặc như vậy, thật là xinh đẹp. Nguyên Nguyên,
Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn đi yêu, cũng muốn được yêu. Tôi quyết định ở bên cạnh Dương gia, ngày ấy đi đâu tôi đi đó. Quá tốt rồi, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc của mình. Vậy còn cô, ngay đến tôi cũng dám theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Cô và A Hận trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt mới có thể trùng phùng. Cô không được để thua tôi đâu. Chủ quán. À, Phương phu nhân. Xin hỏi một chút, Từ Hận, Từ đại gia có ở đây không? Từ đại gia hả? Ngày ấy ra ngoài rồi, còn chưa quay lại. Vậy làm phiền huynh, đợi khi huynh ấy quay về, giúp tôi giao lá thư này cho huynh ấy. Dạ được. Tiểu nhị. À, khách quan. Cái người hồi nãy là ai vậy? À, cô ấy là nhị phu nhân của ông chủ Phương Thiên Vũ, Giang Gia Nguyên đó. Tiểu nhị à, Từ đại gia căn dặn, nếu có thư gì cứ trực tiếp đưa cho chúng tôi. Vậy làm phiền hai vị rồi. À, A Hận hẹn gặp bên hồ, không gặp không về. Nguyên Nguyên. A Hận, sao huynh không đến? Tại sao hả? Nguyên Nguyên, ta đợi muội suốt một đêm, sao muội không chịu đến gặp ta vậy hả? Muội thật sự hy vọng ta theo Ngọc Phượng về Vân Nam hay sao? Hay là muội vẫn không thể buông bỏ được Phương Thiên Dũng? Nếu đã như vậy thì ta sẽ không làm phiền lòng muội nữa. A Hận, tại sao huynh không đến hả? Trời vừa sáng đã phải xuất phát hả? Hey, còn không đi sớm một chút, Phương nhị phu nhân đó sẽ đến cướp phu quân của cô đó. Đúng rồi đó. Ông nói cái gì? Hai người nói cái gì? Hai người đã gặp Nguyên Nguyên. Chú cuộc hai ông đã làm gì? Hay à, Phương chủ à, cô đừng quan tâm nhiều nữa. Tóm lại, chúng tôi giúp cô cản ả đàn bà xấu xa đó, để cô ta phí công chờ bên hồ một đêm. Sau này cô ta sẽ không đến bám theo Từ Hận nữa. Xin lỗi Ngọc Phượng, huynh phải đi tìm Nguyên Nguyên, không thể theo muội về Vân Nam. Nè, đợi đã. Người muốn phản bội phường chủ, nói lại tình xưa với người đàn bà đó sao? Ta nói cho người biết, độc tính của Đồng Tâm Hoàng vẫn chưa được giải, vẫn sẽ phát tác. Xin lỗi muội Ngọc Phượng. Được, vậy sau này huynh đừng quay về nữa. Miên Ngọc Phụng ta cũng không thích loại nam nhân thay lòng đổi dạ, cứ để độc tính phát tác, tự sinh tự diệt đi. Ngọc Phượng. Phường chủ anh minh. Ừ. Mọi người mau tranh thủ thời gian lên thuyền thôi. Đi thôi. Từ Hận. Hãy nuốt nó vào đi, đây là thuốc giải của Đồng Tâm Hoàng. Huynh sẽ không sao đâu, yên tâm đi tìm người mà huynh muốn tìm đi. Ta biết là người huynh yêu cả đời này sẽ không phải là ta. Ta chỉ muốn huynh cả đời đều nhớ đến ta, dù là khoảnh khắc này cũng được. Thank you.
Cuối cùng huynh cũng đến. Muội ngốc thật, cứ như vậy mà đợi sao? Nữ hoa giá trời, gương dở lại lành. Cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Chúng ta gương dở lại lành rồi. Ông trời ơi, cuối cùng chúng tôi đã được ở bên nhau. Cuối cùng chúng tôi gương dở lại lành rồi.